Tham dự diễn đàn có trên 3.000 đại biểu gồm lãnh đạo chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội, đại sứ quán một số nước tại Hà Nội, hơn 100 diễn giả quốc tế và trong nước thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, tài nguyên môi trường, sáng tạo khởi nghiệp, tài chính, các nhà đầu tư, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp trong và ngoài nước, đại diện một số học viện, trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp, các startup trong nước có được những cái nhìn và trải nghiệm đa dạng về các lĩnh vực, đồng thời tìm kiếm các nhà đầu tư. Hiện tại thì trong cái Venture Builder của chúng tôi xây dựng ấy, thì chúng tôi có rất nhiều những dự án khởi nghiệp. Hiện tại chúng tôi đang có 20 dự án khởi nghiệp. Thì trong 20 dự án khởi nghiệp đấy đều là những dự án đổi mới sáng tạo, đều là những dự án có khả năng là tăng trưởng nhanh và đều dựa trên cái việc khai thác tài sản trí tuệ. Và trong 20 cái dự án này thì chúng tôi nhận thấy một điều, đó là cái khó khăn về việc gọi là vốn này, khó khăn về những cái vấn đề về năng lực quản trị của các startup founder, đấy cũng là một cái khó khăn. Cho nên là chúng tôi rất là mong đợi từ các quỹ đầu tư, không chỉ là mong đợi về việc tài trợ vốn mà là mong đợi về hỗ trợ về mặt kỹ thuật, hỗ trợ về năng lực quản trị. Khẳng định Hà Nội có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của cả nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng cộng đồng doanh nghiệp thủ đô tiếp tục lớn mạnh trong những năm qua. Trên địa bàn thành phố hiện có 18 cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, 4 quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước và 6 quỹ đầu tư quốc tế đặt văn phòng tại Hà Nội. Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội cam kết sẽ lắng nghe tất cả các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời sẽ tạo ra một môi trường hấp dẫn, an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư, các start-up đến từ các quốc gia trên thế giới. Chúng tôi trong thời gian tới thì sẽ tập trung các cái chính sách, thực thi các cái chính sách mà theo cái tinh thần nghị quyết 05, đó là hỗ trợ cho cái kết nối của các cái ý tưởng sáng tạo đối với các cái cộng đồng startup trên thế giới. Vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi sẽ có những chính sách hỗ trợ cho các cái hộ kinh doanh cá thể và các cái doanh nghiệp nhỏ để có thêm tiếp cận được với các cái công nghệ mới và cái cách thức quản lý mới, để trên cơ sở đó có thể nâng cao cái năng suất lao động và ứng dụng các cái công nghệ mới của thế giới vào để quản lý trong cái quá trình kinh doanh sản xuất của mình. Bên lề diễn đàn còn diễn ra triển lãm các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hoạt động giao thương, gặp gỡ giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế. Với những thông tin đa dạng và kinh nghiệm thực tế phong phú đến từ các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, nhà đầu tư, diễn đàn năm nay không chỉ đặt ra vấn đề mà còn tìm ra lời giải và hướng đi thích hợp cho các lĩnh vực lớn về môi trường, thành phố thông minh, di động và hậu cần, khoa học đời sống, tương lai của việc làm, công nghệ người tiêu dùng.